Mến chào quý vị đang đến với chương trình Dinh dưỡng Diệu Kỳ, được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ chiều thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với những nội dung chính, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dinh dưỡng sau đây. Thưa quý vị, gút ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Không chỉ riêng người lớn tuổi, hiện nay căn bệnh này càng trở nên thường gặp ở những người trẻ. Nếu như không được điều trị phù hợp, người bệnh sẽ dễ bị biến dạng xương khớp, giảm chức năng vận động và thậm chí là dẫn tới tàn phế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống. Với những người bị gút, do sự thay đổi khác thường của các phản ứng trong cơ thể, dẫn đến việc axit uric được tạo ra nhiều hơn, hoặc do sự lọc thải bằng đường tiểu không kịp gây ứ động. Khi axit uric trong máu tăng lên, chúng kết hợp và tạo nên những khối trong suốt, được gọi là tinh thể urat và lắng động trong màng hoặc dịch khớp, gây viêm, đau khớp. Hiện nay, trên thị trường đang lưu hành loại sản phẩm viên sủi gút thảo dược Nanofast. Đây là thành tựu nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Bình, nguyên Giám đốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, đã được Bộ Y tế chứng nhận và kiểm nghiệm. Thảo dược này là dạng chiết xuất nano siêu nhỏ, giúp bệnh nhân có thể hấp thụ nhanh hơn và tác động sâu vào bên trong. Các thành phần chủ yếu của sản phẩm gồm có chiết xuất từ quả bàng hôi, có chiết xuất từ các thảo dược như cây liễu trắng, hy thiêm, vương tôn, ngưu tất, có tác dụng ức chế quá trình chuyển hóa axit uric, hỗ trợ giảm nồng độ axit uric, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp do gút. Với việc chiết xuất hoạt chất iuric có trong cây bàng hôi, ứng dụng trong việc bào chế ra viên sủi thảo dược Nanofast hỗ trợ điều trị bệnh gút, tôi đánh giá đây là một trong những nghiên cứu sáng tạo. Viên sủi không chỉ giảm chỉ số axit uric rất tốt cho bệnh nhân gút mà còn hỗ trợ sức khỏe, giảm đau nhức, sưng viêm và giúp bảo vệ gan, thận. Đây là những thành phần được đánh giá rất là hiệu quả đối với những bệnh nhân gút. Giải quyết được căn nguyên bệnh gút là vấn đề axit uric. Bên cạnh đó, để đạt được hiệu quả hỗ trợ điều trị ổn định nồng độ axit uric an toàn cho người bệnh gút, người bệnh cần lưu ý sử dụng đúng đủ liều theo hướng dẫn để đạt được hiệu quả cao nhất, kết hợp với chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý. Phương pháp này đang được rất nhiều bệnh nhân sử dụng và phản hồi kết quả rất là tốt. Bên cạnh đó, để chọn được loại sản phẩm hỗ trợ giảm nồng độ axit uric cho người bệnh gút, người bệnh cần lựa chọn theo đúng tiêu chí của sản phẩm và lựa chọn sản phẩm phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Hiện sản phẩm này đang được nhiều người quan tâm bởi đây là sản phẩm được bào chế với 100% thảo dược tự nhiên được nhập khẩu từ Mỹ, dạng viên sủi, rất dễ sử dụng. Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID-19. Tuy nhiên, trong thực tế, còn rất là nhiều người dân đang dùng khẩu trang sai cách, kéo theo nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Những sai lầm thường gặp khi đeo khẩu trang y tế là gì? Mang khẩu trang y tế như thế nào là đúng cách để phòng tránh COVID-19 và những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác? Hãy cùng với Dinh dưỡng Diệu Kỳ tìm hiểu ngay sau đây nhé! Quý vị khán giả thân mến, trong những ngày qua, rất nhiều tổ chức quốc tế đã dành những lời khen cũng như là chúc mừng Việt Nam trong công tác kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Mặc dù thế, chúng ta cũng không nên chủ quan bởi vì dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường ở nhiều nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Vì thế, chúng ta hãy tự bảo vệ bản thân của mình cũng như những người xung quanh bằng cách là tự tìm hiểu thông tin cũng như là thực hiện những biện pháp phòng dịch thích hợp. Và trong đó, việc sử dụng khẩu trang là một biện pháp vô cùng dễ dàng thực hiện và tránh lây lan virus trong cộng đồng. Và việc sử dụng khẩu trang như thế nào là đúng và mang lại hiệu quả nhất thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai nhân vật trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đó là anh Đào Tấn Điền, là thạc sĩ quản trị trong lĩnh vực sức khỏe, và anh Phạm Quang Anh là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Downy. Xin được chào hai anh. Chào hai. Hiện nay có thể nói việc đeo khẩu trang là một trong những cái biện pháp thiết yếu để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vậy thì theo chuyên gia của chương trình ngày hôm nay, anh Đào Tấn Điền có thể chia sẻ cho Hải Vân cũng như là quý vị khán giả cùng biết vai trò của khẩu trang trong việc phòng chống lây nhiễm virus không ạ? Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang. Như vậy, việc chọn một loại khẩu trang đạt chất lượng không những giúp bảo vệ sức khỏe của chúng ta mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hiện tại thì khẩu trang y tế đang rất là khan hiếm, cho nên là chúng ta có thể một cái lựa chọn bổ sung, đó là chúng ta sử dụng khẩu trang vải kháng khuẩn.
Theo quyết định 870, khẩu trang vải kháng khuẩn có 3 lớp. Lớp ngoài cùng có tính năng kháng nước, kháng giọt bắn. Lớp giữa có tính năng lọc và lớp trong cùng là lớp kháng khuẩn. Lớp kháng khuẩn này có thể kết hợp với nano bạc hoặc là than hoạt tính. Và một cái điểm rất là quan trọng là trong quyết định 870 là yêu cầu là sản phẩm phải được tiệt trùng khi đóng gói. Còn với anh Phạm Quang Anh là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Downy, với những cái số lượng đơn hàng như là em được biết á, là đến 6 triệu đơn hàng xuất khẩu khẩu trang ra các nước. Vậy thì với công ty anh, em được biết trước đó là chuyên về mặt hàng là may mặc quần áo. Vậy thì đây sẽ là một cái hướng đi mới của công ty đúng không ạ? Có cập nhật một chút xíu với Hải Vân là 6 triệu là con số của thời gian trước rồi. Hiện tại thì con số nó đã vượt 6 triệu rồi. Cái thứ hai là cái việc mà tại sao mình lại làm khẩu trang á, thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Thì có rất nhiều đối tác cũng mời Downy hợp tác dự án sản xuất khẩu trang. Thì lúc đó chúng tôi đã từ chối. Tại vì thứ nhất là công ty đang tập trung cho những cái dự án hàng xuất khẩu đã ký trước đó. Và thứ hai là những cái sản phẩm họ đưa ra thì cũng không có điểm gì mà thu hút chúng tôi cả. Lúc đó thì có một đối tác trong lĩnh vực y tế có trao đổi với chúng tôi về một cái dự án khẩu trang mà cái sản phẩm của họ được thiết kế nó rất là chỉnh chu, rất là đáp ứng rất là nhiều cái tiêu chuẩn khắt khe. Cho nên là từ cái việc đó thì nó thu hút tôi và kết hợp với họ để cùng làm cái dự án khẩu trang này. Vậy thì em cũng rất là thắc mắc, tại vì trên thị trường thì có rất là nhiều loại khẩu trang và không biết là cái khẩu trang của Downy thì nó có những cái đặc điểm như thế nào khác so với những cái khẩu trang còn lại. Bộ Y tế ban hành cái quyết định 870 và chiếu theo quyết định 870 thì chúng tôi đã làm ra khẩu trang là gần như là trùng khớp tất cả các yêu cầu của quyết định 870 đưa ra. Thì lập tức là công ty đã gửi đi kiểm định và một trong những công ty thuộc top đầu ở Việt Nam nhận được cái chứng nhận về việc là sản phẩm đạt tiêu chuẩn 870. Thì đó cũng là một cái sự may mắn. Đồng thời tôi nghĩ là nó cũng là đi kèm với một cái năng lực về nhận định về tiêu chuẩn sản phẩm rất là tốt của cái đơn vị mà hợp tác. Và theo như em thấy trên cái bao bì của Downy Mask thì có một cái điều khác biệt, đó là khử khuẩn bằng theo công nghệ của khí EO. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái công nghệ này được không ạ? Đó là cái sự tư vấn từ đơn vị đối tác. Và đối tác là có cái nền tảng về là trong lĩnh vực về y tế. Thì ngay từ đầu họ đã, khi đó là chưa có quyết định 870, thì cũng đã quyết định là sản xuất ra một cái khẩu trang. Và cái khẩu trang đó là sẽ được tiệt trùng. Vậy khẩu trang Downy Mask có những đặc điểm như thế nào để đáp ứng tiêu chuẩn trong nước cũng như là xuất khẩu hả anh Quang Anh? Tất nhiên là sản phẩm của chúng tôi là phải được tiệt trùng theo quyết định của 870 của Bộ Y tế rồi. Thì có hai công nghệ phổ biến mà có thể áp dụng để tiệt trùng cái khẩu trang này. Đó là thứ nhất là tiệt trùng bằng tia gamma. Và thứ hai là tiệt trùng bằng khí EO. Tiệt trùng bằng tia gamma nó có một cái ưu điểm là chi phí thấp. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là sản phẩm trước khi tiệt trùng và sau khi tiệt trùng thì không có một cái dấu hiệu nhận diện rõ ràng. Thì chúng tôi mới quyết định lựa chọn cái phương án thứ hai. Đó là một cái phương án nó về mặt chi phí thì tốn kém hơn một chút, cao hơn một chút. Nhưng về cái mặt chất lượng thì nó vượt trội. Đó là khử trùng bằng khí EO. Ngoài ra thì chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm nó thật sự là tốt. Thì chúng tôi đã đặt yêu cầu đối tác làm cái loại dây đeo là giãn với tỷ lệ là 1:2,7. Có nghĩa là từ 10cm khi chúng ta kéo giãn hết cỡ thì nó sẽ thành 27cm, khi đeo vào nó sẽ rất là dễ chịu. Sau khi nghe anh Quang Anh chia sẻ thì không biết là anh Điền có một cái góc nhìn cũng như là một cái ý kiến gì so với những cái chia sẻ của anh Quang Anh từ nãy đến giờ không ạ? Khí EO hay còn gọi là khí ethylene oxide là một cái loại khí được sử dụng thường xuyên ở trong lĩnh vực y tế. Khí EO có cái tính chất xuyên thấu tốt, cho nên là việc tiệt trùng của nó mang lại hiệu quả rất là cao. Cho nên là trong y tế người ta thường xuyên để sử dụng khí EO để tiệt trùng này. Ưu điểm của khí EO là tiệt trùng ở nhiệt độ thấp, cho nên không làm biến tính, không làm biến dạng vật liệu và cũng giống như là về sản phẩm. Việc tiệt trùng khí EO nó sẽ mang lại có một cái chỉ thị màu, biến đổi chỉ thị màu sau khi tiệt trùng để giúp chúng ta xác định là sản phẩm nào đã được tiệt trùng, sản phẩm này tiệt trùng rồi hay chưa. Như anh cũng chia sẻ là có những cái công nghệ mà có thể là tiết kiệm chi phí được cho công ty rất là nhiều, thì tại sao anh lại không lựa chọn mà anh lại lựa chọn tiệt trùng bằng khí EO ạ? Khi tiệt trùng bằng khí EO mà kết hợp với lại cái loại bao bì mà chúng tôi đang sử dụng đây
là bao bì chuyên dụng dùng trong lĩnh vực y tế. Thì sản phẩm trước khi theo tiệt trùng và sau khi tiệt trùng là nó sẽ có sự biến đổi hoàn toàn màu sắc ở trên đây, giúp cho người sử dụng dễ nhận biết và giúp cho công ty trong quá trình phân phối cũng không có bất kỳ một cái rủi ro nào có thể xảy ra. Và như vậy thì anh Quang Anh có thể chia sẻ thêm về cái quy trình khử khuẩn để cho ra đời một chiếc Donimax đến tận tay người tiêu dùng không ạ? Sản phẩm sau khi được sản xuất thì sẽ được đóng gói. Thì và lúc đó cái màu chỉ thị trên này là vẫn chưa thay đổi. Sau đó sản phẩm mới được chuyển xuống cái công ty chuyên về tiệt trùng khí EO. Tất cả các sản phẩm của Donimax trước khi giao đến tay khách hàng đều được chạy qua một cái hệ thống kiểm tự động ra kim loại. Thì tất cả những quy trình đó là công ty đã đầu tư một cái hệ thống máy để tất cả các sản phẩm khẩu trang trước khi đến tay người tiêu dùng đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Thì không biết là bên cạnh những tiêu chuẩn của Bộ Y tế thì chúng ta có thêm những cái tiêu chuẩn nào để mình có thể đáp ứng được quy trình xuất khẩu không? Để được nhập khẩu vào các thị trường quốc tế đó thì cần phải vượt qua rất là nhiều cái bài kiểm định và có nhìn rất nhiều chứng nhận quốc tế như là CE, FDA. Ngoài ra, Doni đang tiếp tục gửi Donimax đi kiểm định theo tiêu chuẩn EN14683, EN149, luật định RIC cho thị trường Đức và châu Âu, APNO của Pháp và nhiều tiêu chuẩn khác của quốc tế. Rõ ràng sức khỏe là điều quan trọng nhất đối với tất cả mọi người và việc đeo khẩu trang như là một biện pháp thiết yếu để chúng ta tự bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như những người xung quanh. Và theo anh Điền thì anh có thể có một cái lời khuyên dành cho quý vị khán giả cũng như là người tiêu dùng chúng ta lựa chọn được một chiếc khẩu trang đúng đắn cho bản thân của mình ạ? Dù là sử dụng khẩu trang y tế hay khẩu trang vải kháng khuẩn thì chúng ta cũng nên tuân theo các cái hướng dẫn của Bộ Y tế về việc quy trình rửa tay trước khi đeo khẩu trang. Khi đeo khẩu trang thì chúng ta hạn chế hoặc không chạm vào bề mặt của khẩu trang để tránh việc lây nhiễm. Và khi tháo khẩu trang thì chúng ta cũng phải tháo đúng cách và bỏ khẩu trang y tế vào nơi quy định, đúng quy định. Còn đối với khẩu trang vải kháng khuẩn thì chúng ta có thể giặt và phơi khô, hoặc là chúng ta có thể sấy hoặc là ủi để tiệt trùng lại. Xin được cảm ơn anh Đào Tấn Điền và anh Phạm Quang Anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay với những thông tin rất là hữu ích dành cho quý vị khán giả. Chào Hải Vân, chào quý vị khán giả. Hải Vân nghĩ rằng không chỉ trong mùa dịch chúng ta mới cần thiết tăng cường bảo vệ sức khỏe, mà trong bất kỳ thời điểm nào chúng ta cũng phải sử dụng khẩu trang để tự trang bị cho bản thân của mình cũng như là những người xung quanh, chống lại tác nhân của môi trường, đặc biệt là dịch bệnh. Đến đây thì chương trình Dinh dưỡng Diệu kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 16 giờ chiều thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.